Bây giờ một số bọn phản động nói nè, tiêm vaccine của Trung Quốc, tôi cần tiêm vaccine của Trung Quốc để sống đây. Tôi hỏi một số anh chị em nghe, một số người mà đi lên, mà tôi không biết là các người là phản động hay là người dân, tôi không biết. Các người nói là tiêm vaccine của Trung Quốc là chết. Có bao giờ cha là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng như là cha mẹ của anh chị trong nhà, anh chị nghĩ đi, như cha mẹ chúng ta có bao giờ đi mua thuốc độc về coi cho con chúng ta, cho con ăn ăn để chết không? Hả? Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà không có dân làm gốc, đúng không? Có bao giờ chính phủ đi giết dân không? Ta sống ở đất nước lúc nào lấy dân làm gốc? Mà có bao giờ chính phủ đi giết dân không? Hả? Người ta đi cứu dân, lấy dân làm gốc. Đó. Bây giờ anh chị nghĩ đi, giờ cha mẹ anh chị, đó, chính phủ cũng như là cha mẹ mình, phải không? Phải nuôi dạy con, phải giữ con mình chứ, phải cho con mạnh khỏe chứ. Con, một đàn con mạnh khỏe rồi là bên ngoài đâu có ăn hiếp được cái gia đình của mình, đúng chưa? Thì chính phủ đưa vaccine vô rồi mà chích cho người dân chúng ta. Vậy mà bọn phản động nói là của Trung Quốc không chích đâu, có bị điên không? Chính phủ lúc nào cũng giữ dân làm gốc. Đó. Khi mà bây giờ cho dân chết rồi là dân mình suy yếu suy kiệt rồi là làm chi? Dân mình suy yếu suy kiệt rồi để cho cái bọn mà giặc ngoại bang để nó xâm chiếm đất nước mình à? Bị điên hả? Một số người sao thiếu hiểu biết vậy? Lúc nào cũng vậy, lấy dân phải làm gốc. Cho nên chính phủ mới để mà đăng phòng ngừa chích vaccine để phòng ngừa để cho bà con mình để mà không bị nhiễm, để mà giữ mạng sống, giữ sức khỏe cho bà con, để sao dân mình còn mạnh khỏe thì không có cái nước nào mà xâm nhập vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Có bao giờ mà chính phủ mà đi giết dân mình không? Cái bọn ngu phản động mới đi xuyên tạc là sợ cái tiêm thuốc Trung Quốc. Đưa vaccine đây, tôi là người chích đầu tiên cho. Mấy mới gãi địa phương tôi nè, tôi đăng ký tôi chích mà tôi chưa chích nữa nè, được nữa nè. Đi test thôi, chưa được chích nữa nè. Công an, cảnh sát, giao thông, an ninh, quân đội, kiểm soát, quân sự, dân quân tự vệ, dân phòng, cựu chiến binh kết hợp chính quyền địa phương vào cuộc cứu dân. Dạ anh, hồi nãy em có nói đó. Còn cái bọn mà phản động nó nói là chích thuốc Trung Quốc, nhà nước chúng ta mua thuốc Trung Quốc về để mà chích cho dân để chết. Bộ bị điên hả? Chích cho dân chết rồi ta lấy dân làm gốc. Đất nước nào cũng vậy, người ta lấy dân người ta làm gốc. Ta giữ dân làm gốc. Ai mà đi giết dân cho chết? Khi mà dân chết rồi, suy yếu rồi, để cái nước ngoài để nó để cho nó tấn công, để mà chiếm đoạt lên đất nước Việt Nam của chúng ta. Bị khùng hả? Sao các người thiếu nhận thức, thiếu hiểu biết vậy? Cũng như cha mẹ chúng ta đi, ta mua đồ ngon cho ăn, chứ ai đi mua đồ hay đi mua thuốc chuột về cho anh chị uống để cho anh chị chết. Quân đội ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn có nhiệm vụ khắc phục thiên tai dịch bệnh. Còn nhớ vụ sạt lở rào chắn ba quân đội và lực lượng chủ công giúp dân, đã có nhiều đồng chí hy sinh sau lũ bao que không đề cập. Đó, sau chi trận lũ rồi là mười ba chiến sĩ hy sinh đó, giúp dân đó, cũng giúp dân đó, quân đội là chủ lực, lúc nào cũng giúp dân hết. Tới một trận chiến cuối cùng này, chính phủ mới đưa quân đội vào cuộc để giúp dân nữa. Lần này là thất vọng, cái bọn mà bao que thất vọng, dở mộng hết. Dở mộng là không lật đổ được chính phủ, không được kích động, không được đưa người dân thành phố ra để mà kêu gào cũng như ngày 10 tháng 6. Đúng không? Bọn phản động hiện nay giờ nó mong đó. Dịch bệnh ở thành phố tràn lan, ngày càng nặng hơn, rồi người dân bức xúc đã bay ra thì làm y như ngày 10 tháng 6. Nó cầu mong như vậy. Cho nên bọn phản động hiện nay giờ dở mộng hoàn toàn. Quân đội những mà các ngành các cấp nòng cốt nhất ở trong nước mình để mà bảo vệ trong nước mình nè, ở trong là công an, cảnh sát, giao thông, đó là nòng cốt nhất. An ninh, chính xác là nòng cốt. Sau giờ quân đội vào cuộc nữa, nghĩ đi. Nhà nước mà không có dân là nhà nước gì hả? Các cháu phản động. Gì ba?
đó. Mà dì ba hỏi đúng đó, nhà nước mà không có dân rồi ai 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 giữ đất nước, ai làm gốc? Có phải dân chúng ta làm gốc không? Là bọn phản động nó ngu, nó ngu. Nhà nước chúng ta mà đưa mà là vận động người dân đi chích vaccine thì nó thuốc của Trung Quốc, nó nhà nước ta chích thuốc Trung Quốc cho người dân chết. Cái bọn phản động này nó bị điên, nó bị điên. Có ai mà đem thuốc đi chích cho người dân mình chết không? Rồi người dân chết rồi á, rồi dân sao còn làm gốc cho và để giữ đất nước này nữa, rồi sao giữ được đảng nhà nước chúng ta? Bọn phản động tụi mày á, ngu lắm, ngu lắm. Bây giờ cái đầu của chính phủ Việt Nam lắc không còn kêu đâu. Sống với giặc mà, đất nước Việt Nam này, đảng Cộng sản Việt Nam này từng đánh đuổi được giặc ngoại bang thì cả thế giới phải cúi đầu, phải khâm phục. Thì tụi bay là cái gì? Tụi bay là hạt cát trong sa mạc mà bày đặt cái hả lật đổ, âm mưu lật đổ, âm mưu kích động, sai lầm hoàn toàn đó. Nhiên hôm nay Nhiên nói về quân đội chúng ta vào cuộc đó anh chị, rồi nói về vụ phát mà chích vaccine đó anh chị, rồi nói về cái vụ mà một số người dân đang ở yên ở trong nhà, đang ở yên trong phòng trọ mà không ở. Hay quá, virus nó sợ chị à, nên sẽ bị tiêu diệt hết. Mà chị chích thuốc vaccine là chưa, để gì nếu chưa em sẽ nghĩ chị đi đăng ký chích cho gia đình chị đi nha. Nếu rồi em cũng chúc mừng chị vì chị một trong những người yêu nước, chị cố gắng theo dõi sức khỏe chị nha. Ủa bình thường, ô chừng nào á chị đi đăng ký rồi, chị đi đăng ký chích vaccine rồi, chị đăng ký chích vaccine chừng nào chị đi chích á, chị đi quay trực tiếp cho em xem. Mà chị nói cho mày nghe nè, chị nói cho mày nghe nè, đâu rồi mất thì mày, đâu rồi mày cộm đây, đâu rồi chị nói cho mày nè, HL Duy, chị nói cho mày nghe nè Duy, cái bọn phản động tụi mày nó ngu lắm. Mày nghĩ đi, giờ ba mẹ mày á, cha mẹ mày sinh ra một bầy con đúng không? Có bao giờ cha mẹ mày đi chợ thấy mày bệnh hoạn, thấy mày giờ thấy em mày đang bệnh đi, rồi mua thuốc cho cả nhà uống, đang gia đình mày giá trị có 5 người đi, ba mẹ mày nữa là 7 người đi đúng không, có 5 anh em đi, thì mày đang bị cảm sốt, thì cha mẹ mày sợ đây 4 anh em mày còn lại bị lây nhiễm cảm sốt, thì cha mẹ mày có đi mua thuốc chuột đó về để mà cho mày với 4 đứa em mày uống đi cho chết luôn không hả? Tao hỏi mày như thôi hả, HL Duy, tao hỏi mày vậy đó. Mày giá tỷ nhà mày có ba với mẹ mày đi, ba má mày đi đúng không, mày có 5 anh em đi mà mày là bị nhiễm sốt, mày bị sốt đúng không, còn 4 anh em mày còn lại, thì cha mẹ mày có bao giờ đi mua gói thuốc chuột về quậy cho mày uống với 4 anh em mày uống chết luôn không hả? Hay là ba mẹ mày đi ra ngoài tiệm thuốc tây á, nói con tôi bị sốt như vậy, bán thuốc nào tốt nhất cho con tôi uống để nhanh hết, đúng chưa? Thì chính phủ, đảng nhà nước cũng vậy thôi, hả? Đất nước nào cũng vậy, lấy dân làm gốc nha mày, lấy dân làm gốc nha HL Duy nha mày, cái mày mà hỏi không là tao biết mày là phản động rồi nha. Đất nước nào cũng vậy mày, lấy dân làm gốc. Giờ tao giả sợ tao hỏi mày nè, đảng nhà nước đi mà mua thuốc Trung Quốc đi chích cho dân chết thì dân chết hết trên đất nước này rồi, ai giữ đất nước mày? Không có dân bảo vệ đảng nhà nước thì ai giữ đất nước này mày? Sao mày ngu vậy? Mày mở cái não ra, bởi vì bọn ba que chúng mày mở miệng ra là biết ngu rồi, biết chưa? Bởi vì tao nói bọn phản động chúng mày mở miệng ra là ngu rồi. Đảng nhà nước lúc nào cũng vậy, thấy giờ dân đang nhiễm bệnh thì lúc nào cũng sao, mua thuốc phải an toàn, phải chích sao, phải chích thử. Bọn ba que chúng mày, tao nói bọn, bởi vì tao nói suốt cuộc đời chúng mày làm bọn phản động, bởi vì ngu suốt đời. Làm sao mà, bởi vì 45 năm đất nước Việt Nam vẫn đứng sừng sững, và càng ngày chúng mày càng phá hoại, chúng mày càng xuyên tạc. Nhờ bởi vì lúc nào cái người dân với chính phủ nhà nước của chúng ta nhờ chúng mày vậy đó,
thì lúc nào cũng phải cảnh giác hết á, đúng không? Nằm lúc nào cũng ngủ cảnh giác hết á, tại vì đất nước Việt Nam đang sống chung từ bao nhiêu đời sống với giặc rồi, thì lúc nào cũng vậy cũng cảnh giác hết á. Nhờ cái bọn phản động tụi mày mới đất nước được bình yên, để sao tụi mày quậy phá thì càng cảnh giác chúng mày thì đất nước càng phát triển, đất nước càng bình yên, hiểu chưa? Không sao đâu nhé các bạn, trái chiều lúc bị nhiễm Covid thở không nổi thì ráng ngồi dậy hỏi bác sĩ là oxy này có phải của Trung Quốc không nhé. Đó là nó về vậy đó. Bởi vậy như nói cho cô bác anh chị mình nghe, như nói cô bác anh chị mình nghe nè, bởi vì cũng nhờ cái bọn phản động này. Anh Long Thủy em thấy không thấy có đèn? Không, không có đèn anh Long Thủy. Cho nên á, anh chị biết không, nhờ cái bọn phản động này lúc nào chúng ta sống trong cảnh giác hết. Bởi lúc nào đất nước chúng ta cũng phát triển bình an hết. Tối rồi đó anh chị. Hôm nay nó nhiều chủ đề, tất nhiên nói như vậy đó anh chị thấy không? Nhiên là một con nhà quê, thật sự với anh chị, Nhiên ở đây là một người người nhà, một phụ nữ nhà quê, học thức thì thấp kém, biết là một tiểu thương mua bán ngoài chợ để kiếm tiền nuôi con, nuôi cuộc sống gia đình thôi, chứ chẳng biết gì chính trị, chính anh, chính em. Mà Nhiên còn nhận thức ra được là chính phủ ta đang bảo vệ người dân. Nó lúc nào không vậy? Nó bọn bao que xỏ lá lên nói trời ơi, chích vắc xin của Trung Quốc rồi chết. Có bị khùng không? Có bị khùng không vậy hả? Đất nước nào người ta cũng lấy dân làm gốc hết á, có bị khùng không? Có bị khùng không? Bị khùng sao đi chích chơi thuốc cho dân chết, rồi dân chết hết rồi chính phủ ở với ai? Ai bảo vệ chính phủ? Sao tụi bao que tụi bay khốn nạn ngu vậy? Tụi bay có xuyên tạc thì tụi bay xuyên tạc cái gì khung khôn tí xíu. Tụi bay xuyên tạc cái kiểu tụi bay ngu chết mẹ như vậy, rồi sao bay lật đổ được đảng cộng sản này, biết chưa? Còn á, tụi bay dở mộng đó, tụi bay dở mộng ơi trời. Đó bây giờ sao? Các đội nòng cốt nhất là cảnh sát giao thông, chúng mày thường xuyên tạc đó. Nòng cốt nhất là lực lượng nòng cốt nhất để bảo vệ chính phủ ở trong. Còn bên ngoài thì á, quân lơ mà bộ đội. Tụi bay thấy không? Tụi bay đâu có mà làm được cái gì. Khi cuối cùng chính phủ đưa ra một đòn mà một đòn mà hiểm là mà đánh cái bọn tụi bay á, là tụi mày dở mộng. Đưa quân đội vào cuộc, phối hợp với công an, cảnh sát giao thông, những cái lực lượng nòng cốt nhất ở bên trong. Rồi sao? Rồi cán bộ địa phương phối hợp nhau, cựu chiến binh, người dân cùng phối hợp nhau nhịp nhàng để mà dập dịch. Là sao? Khó từng cái cửa, thấy không? Khó từng cửa, từng cái nhà để mày đi tìm mà những cái đối tượng F0. Khi mà đối tượng F0 đó, rồi F1, rồi F0 trong cái gia đình đó, thì bắt đầu là sao? Là đưa bác sĩ, quân y vào đó, chỉ tại nhà luôn đó, ăn ở trong nhà luôn. Rồi sau đưa 35.000 chiến sĩ bộ đội về, đưa đó là sao? Đem đồ ăn tặng nhà cho bà con luôn, khỏi đi ra ngoài, khỏi mua, nhà cách nhà mà. Đấy, bọn phản động chúng mày làm được cái gì đó? Tại sao tao là một người dân bình thường, một tiểu thương ít học, phải không, biết mua bán như vậy mà tao còn phải là nhận thức ra được là bọn phản động tụi bay xuyên tạc để cho một số người dân thiếu ý thức, thiếu hiểu biết, nghĩ là tôi chích vaccine này hay là của Trung Quốc sẽ chết, bị điên sao? Trước khi mà chích cho tụi bay, chích cho người dân thì là sao? Là chính phủ đó, là chích đầu tiên, rồi công an, cảnh sát giao thông, rồi quân đội chích trước hết rồi, rồi mới tới cái người dân. Người dân là cái cuối cùng chết, là những người tuyến đầu chết rồi, chính phủ chết đầu tiên rồi, tụi bay biết chưa? Không lẽ không có ai điên khùng mà đi mua ba cái vaccine đó hả, mà của Trung Quốc để mà chích cho chết cho người dân mình? Dân chết hết rồi, ai bảo vệ chính phủ? Ai bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam? Ai bảo vệ đất nước? Sao tụi bay ngu thế?
có đâu có ai cha mẹ tụi bay có ngu mà đi 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 mua thuốc chuột, bỏ tiền đi mua thuốc chuột mà đi giết năm đứa con một vàng con chết không? Chính phủ đâu có ngu mà đi bỏ tiền ra đi mua vaccine về để cho người dân mình chết. Tụi bay có phản động rồi, phản động tụi bay cũng ngu vừa phải, bay trường người ta ngu chứ, bay dành hết cái phần ngu à. Bởi vì bay ngu á, sau 1975 rồi, sau 1975 tới giờ phút này đó, thằng Lý Tống, thằng Hoàng Cơ Minh, nó tài giỏi như vậy đó, nó nghiên cứu để mà lật đổ đảng Cộng sản mà nó còn làm không được, cái tụi bay là ba cái loại mà đái không khỏi ngọn cỏ, mày đặt âm mưu. Tụi bay nhúc nhích cái là tao là một người dân bình thường, tao biết tụi bay làm gì rồi. Đúng không? Tụi bay nghĩ là vaccine Trung Quốc chích cho chết. Sao cha mẹ tụi bay bệnh đó, cha mẹ tụi bay không mua thuốc chuột cho tụi bay uống chết đi. Hay là cha mẹ tụi bay đi mà đi mua thuốc tốt nhất để gì về cho tụi bay uống để nhanh hết bệnh. Nếu chích vaccine Trung Quốc mà chết thì để chúng mày nhiễm Covid cho đỡ tiền mua vaccine đó đó anh Ba Di đó. Bởi vì nói là một số người thiếu nhận thức, thiếu hiểu biết, không chích vaccine rồi mình buồn cho mình, ở đây mình cần chích, ở địa phương mình cần chích mà chưa có nè. Mình ở chỗ địa phương mình, ở châu Phú là chích rồi nha anh chị, tại mình đi làm ăn khỏi cái địa phương mình rồi cho nên mình chưa được chích. Nó thật lòng với anh chị, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang hiện nay giờ bà con người dân ở đó được chích rồi. Được chích rồi đó, được chích vaccine rồi đó anh chị. Còn Nhiên đi khỏi địa phương này để Nhiên làm ăn, khỏi địa phương mà nơi chỗ Nhiên mà ở huyện Châu Phú đó, Nhiên không được chích. Chứ giờ Nhiên mà ở bên Châu Phú là Nhiên được chích rồi. Nhiên cần chích được cái đó đi cho nó an toàn, mình đi ra chợ, mình không có sợ lây nhiễm gì nữa hết. Trong 6 tháng là mà mình chích lại một lần, miễn còn thì mình chích, còn không có thì thôi. Đó là hôm nay là như vậy đó anh chị. Giữ vaccine mà nó cũng xuyên tạc đó, anh chị có thấy nó ngu không? Bọn ba que nó ngu không? Nhưng chào anh chị nha. Tối anh chị. Nhưng chúc anh chị buổi tối hạnh phúc, vui vẻ nha anh chị. Cùng nhau theo dõi tin tức nha anh chị.